KFC không calo, thêm chanh, thêm đá. Rap Việt có Lays, cuốn ơi là cuốn. Giấc mơ to em đứng sân bay, ngồi đằng sau ôm xe công nghệ phòng thẳng đến trường quay. Tối thứ bảy bố mẹ ở nhà ông tivi, chờ mãi chẳng thấy cái thằng con ra thi. Vậy đừng hoài nghi vì anh đang loay hoay nên vẫn chưa thể ôm được em ngay lúc này mà sao? Sao anh cứ vì nghĩ suy dục đầu ly bị tự tự tí đi. Anh cũng biết là chỉ vì càng ngày càng bận rộn nên chẳng thể đưa em đi crazy đi. Sorry babe, tin anh đi bên cần thời gian hay là kệ là lứa, anh sẽ đưa em đi khắp cả nước. Chứ đi vấp ngã rồi anh có thể kinh nghiệm, chứ đi bạn xấu để sống tốt hơn. Dành thời gian và anh chú ý vội vã học cách để yêu thương và những lúc em giận hơn. Cả nhà vui chứ đi nóng nảy, yêu đời làm vậy mọi em cũng vậy. Phải trừ đi hết những điều xấu khó dễ đơn giản có thể như chỉ mình anh có thể. Mang bao nhiêu tiêu cực kia đi, chạy về nhà hân hoan. Quên drama cứ vì chưa đi nên chẳng cười ngân vang. Bao tháng năm anh sống vì mình cùng đam mê đi lang thang. Chẳng bận lòng như lo lắng lăn tăn để sống tốt hơn anh chứ. Ở vòng đối đầu thì em với anh Left Hand với tâm thế là những người đồng đội. Cho dù là kết quả thế nào thì em chỉ mong mọi người sẽ thật là enjoy cái bài hát vừa rồi đúng không ạ? Và nếu như mà có phải chọn ấy thì mong mọi người hãy chọn cho anh trai của em Left Hand rồi số vào ra anh. 01. Em trai mình quá tuyệt vời, không thể không bình chọn Trần là lướt số vào ra anh. 02. Còn mình là cặp đôi, tay làm hàm nhai. Big team. Chúng ta vừa đến với một phần thi ứng xử của hai thí sinh. Hy vọng quý vị ghi nhận ạ. Bình chọn khán giả là Đăng Răng To 63% và Left Hand 37%. Cảm ơn quý vị khán giả đã bình chọn. À, Hiếu thấy sao em? Đầu tiên thì là em muốn bày tỏ tình cảm là em yêu tiểu rùa. I love you. Sau đó là Hiếu thứ hai.
Left Hand rất hay và mình cũng đã biết Left Hand từ rất là lâu rồi. Hôm nay được thấy Left Hand ở đây tỏa sáng với cái tài năng của mình cũng như là được làm những cái dòng âm nhạc này, mình thấy rất là thích. Good job, good job. Thank you anh rất nhiều. Thật sự là mình biết Đăng rất là lâu luôn rồi. Kiểu hôm nay được đứng ở đây mà thấy Đăng trực tiếp á, rất là bất ngờ. Bởi vì cái hình ảnh rất là bẽn lẽn, rất là dễ thương, rất là hợp bài. Cảm ơn anh Hiếu. Tại vì cái nét rung nhìn như Pháp Kiều vậy thiệt á. Em cảm ơn anh Hiếu ạ. Em cũng biết anh Hiếu từ rất là lâu rồi. Mà hôm nay em mới được nhìn thấy anh Hiếu bằng da bằng thịt. Em thấy anh Hiếu rất là đẹp trai. Anh em có thấy thế không ạ? Ôi giời ơi. Nói chung là em thấy là đây là một phần trình diễn rất là hay. Mọi người làm rất là tốt bài hát này. Cũng như là cái phần beat của anh Dương Khê và cái ý tưởng của anh Big đã đem lại một cái phần trình diễn rất là hay. Chúc mừng mọi người ạ. Cảm ơn Hiếu. Cảm ơn ạ. Mời Karik. Vừa vặn và trọn vẹn với lại khả năng những gì mà các bạn đang có. Nhưng em cảm nhận là các bạn chưa bung hết sức. Với thế mạnh của Left Hand thì những gì mà bạn làm ở trên mạng mình biết là bạn có thể làm hơn như vậy nữa. Và Đăng Rang To, thực ra hôm nay bạn không phải trình diễn với một tư cách là Đăng Rang To, mình nghĩ là đang là Trần Lã Lướt, đúng không ạ? Vâng ạ. Mình có cảm nhận điều đó thì mình nghĩ là sức của hai bạn sẽ còn bùng nổ hơn nữa nếu các bạn đi sâu vào vòng trong. Và xin chúc mừng Team Big lại một bài nữa cũng mang tính replay cao ạ. Em cảm ơn anh Karik rất nhiều ạ. Mời Su. Dạ, Big đã gom hai bạn lại ngoài cái dự đoán của mọi người. Có nghĩa là Đăng Rang To lần trước lên là rất là khủng khiếp và em cũng vậy. Mà hôm nay Big đã hướng cho hai bạn gần hơn với cái bảng xếp hạng. Cái cách mà Big làm rất là hay dành cho thí sinh của mình. Một sự ngưỡng mộ dành cho Big. Cảm ơn Su. Mời B-Ray ạ. Dạ thưa anh Thành, cái sự yêu thích của em mọi người kỳ trước cũng có thấy rồi. Tiếc là em không có nói được nhiều. Chị qua chị đeo vòng vàng cho B-Ray nè. Trời với cái màn trình diễn này thì em lại ấn tượng với Left Hand kỳ này. Khi mà Left Hand được pair cùng với lại Đăng Rang To thì lại cho em thấy được một cái màu rất là khác của Left Hand. Thực ra thì em rất là thích cái cá tính Đăng Rang To, nhưng mà hôm nay thì em thấy Trần Lã Lướt đi flow cũng khá là lướt á. Khá là mượt, em rất là thích ạ. Vâng, em cảm ơn anh Bảo. Big, tiết mục vừa rồi có làm em hài lòng không? Thưa anh Thành, khi em xếp cặp hai bạn, em muốn là có một cái kết mà cả hai thí sinh được khán giả rất là chờ đón. Về bài hát này, nghe đi nghe lại thì em vẫn đang thấy rất là hài lòng về bài hát. Đây là bài mà em rất là thích khi mà em làm. Anh cảm ơn thầy ạ. Xin mời hai vị giám khảo ạ. Nếu so về cái sự tiết chế và làm nó thành một phân đoạn, nghe nó liên lạc ấy, thì có vẻ là anh sẽ thấy Đăng làm nó gạn hơn. Left Hand có rất là nhiều những cái tuyến melody hay, nhưng mà đến một quãng nào đấy rồi em sẽ phải bắt đầu chuyển để cho nó không bị trôi. Cái điều đấy là điều anh rất tiếc. Bài hay, bài rất hay. Cảm ơn Tiên. Mời anh Thái ạ. I think the song was good. It's like, you know, dễ thương song. The beat's good, Dương Khê, Big, good song. But I was hoping to see more like raw music from you guys, because I know you guys could do that. You know what I'm saying? Bọn em cảm ơn anh Thái ạ. Đây ạ. Chúng ta có Đăng Rang To và Left Hand. Ai sẽ là người đi tiếp với Rap Việt ở vòng 3? Su, em chọn ai? Chỉ riêng trong bài này thôi nha, thì em thấy là có nhiều cái sự ví von ở trong cái verse 2 của Left Hand. Chị rất là thích cái cách em lấy reference trong mỗi cái câu, thì Su chọn Left Hand. Em cảm ơn chị Su. Mời B-Ray. Em sẽ chọn Đăng Rang To. Mời Rick. Dạ, Đăng Rang To. Hiếu. Em chỉ muốn nói là nếu mà ai ra về cũng đừng có quá buồn, bởi vì thật sự là hai bạn mình rất là thích. Mình nghĩ là mọi người sẽ còn tiến xa nhiều hơn nữa. Còn ở trong cái phần trình diễn này, anh chọn Left Hand. Dạ. Yeah. Thank you bro. Xin mời ý kiến cuối cùng từ hai vị giám khảo. Chúng ta cũng có hai phiếu cho Đăng và hai phiếu cho Left Hand. Hiếu muốn thử một lần cảm giác không? Không ạ. À, ở đây cấp vô tư sớm này. Anh Thái, anh muốn ạ. What Hiếu Thái said, same thing, you guys are young, you know what I'm saying? Would it choose Đăng Rang To?
Chúc mừng Đăng Răng To. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.